Xin chào bạn, trong hơn 4 năm qua thì đã có hơn 15.000 sản phẩm EcoSport đã tới tay của khách hàng. Có thể nói EcoSport là một sản phẩm khá thành công của Ford tại thị trường Việt Nam. Vì sao khách hàng lại ưa chọn EcoSport đến như vậy? Chúng ta hãy xét đến cái tên. Nó bao hàm hai yếu tố, Eco và Sport. Thì cái xe này cũng vậy, nó là một mẫu xe tiết kiệm, lại có thiết kế khá là thể thao. Và phiên bản ngay bên cạnh tôi bây giờ chính là phiên bản của năm 2018. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cải tiến và những khác biệt trên phiên bản này so với bản trước đây. Và thưa các bạn, ngay phần thiết kế đầu này thôi, những điều chỉnh không quá lớn nhưng đủ làm EcoSport mới đã có một cái diện mạo nó khỏe hơn. Và cái lưới tản nhiệt này, như các bạn đã thấy này, viền chrome bao xung quanh hai thanh trông nó khỏe hơn hẳn. Và cái lưới tản nhiệt này cũng có cái khả năng tự đóng mở để tối ưu cái nhiệt độ động cơ. Thực ra những cái tính năng này là trên những dòng xe cao cấp bây giờ mới có, như là C hoặc là những cái dòng BMW cao cấp mới có. Và cái lưới tản nhiệt này nhìn nó chắc chắn, nhưng bạn có thể như thế này, tôi có thể kéo mạnh lên nữa, nó không hề bung ra. Có thể có một số cái sản phẩm trong cùng phân khúc nhìn thì đẹp nhưng mà sờ vào đừng có giật như vậy nhá, rất có thể nó sẽ bị gãy hoặc bùng ra. Và chi tiết thứ hai chính là đèn pha. Đèn pha thì trên cái bản cao cấp nhất, bản Titanium này với động cơ EcoBoost 1.0 á, thì là đã được trang bị tới 4 beam. So với phiên bản trước thì đây là một cái cải tiến nhằm tạo ra cái luồng sáng, cái cường độ sáng cũng như cái khoảng chiếu xa nó tốt hơn. Bởi vì là đời trước thì nó sẽ tích hợp pha cốt chung vào một bóng, còn bây giờ nó đã tách biệt ra thành 4 beam nha các bạn. Và nếu như các bạn quan sát thì phần cản dưới này cũng được sơn màu ghi, nó tạo thêm một cái vẻ thể thao. Và một cái điều đặc biệt trên cái phiên bản Titanium này chính là bộ lốp. Thưa các bạn, lốp sử dụng trên phiên bản cao cấp nhất của EcoSport mới nhất bây giờ là lốp Michelin Primacy 3 nha các bạn. Lốp này thì phải nói là cũng liệt vào là hàng hiệu đấy. Và chút nữa thì chúng ta sẽ thử cái khả năng đi nhẹ, đi nhanh, thậm chí đi đường xấu của EcoSport. Và la răng thì cũng không phải quá là đặc biệt, tuy nhiên nó nhìn cũng tương đối ổn. Và là 17 inch nha các bạn, một mẫu xe nhỏ được trang bị bộ vành 17 inch. Chiếc gương chiếu hậu, gương chiếu hậu của EcoSport thì chưa được gập điện đâu. Chúng ta vẫn phải gập tay như thế này, một điều tôi nghĩ là nên cải tiến tiếp trên cái phiên bản tiếp theo. Và Smart Key trên EcoSport thì cũng được thiết kế khá là tinh tế. Thực ra với kiểu thiết kế này là trên các dòng xe cao cấp thì mới có, hoặc là cái phân khúc trên. Đây có thể nói là mẫu SUV hạng B cỡ nhỏ. Tuy nhiên những cái tính năng nó lại nằm ở có thể phân khúc C chẳng hạn thì mới có. Và được thiết kế chìm rất là tinh tế. Nếu mà chìa khóa trong tay, xe khóa rồi, mình chỉ cần đứng chạm vào đây thôi, tự động mở ngay và kéo ra. Và các bạn có thể quan sát này, những cái viền cửa, viền cửa trên EcoSport này có thanh nẹp mạ bóng trụ B, thì trên phần cửa này được sơn đen. Thực ra là những cái điểm này để tăng cái điểm nhấn cho cái tính gọi là SUV trên EcoSport. Và dù xe cỡ nhỏ nhưng vẫn phải có cái khái niệm là SUV vào cho nó mạnh mẽ và hoành tráng. Và thưa các bạn, một trong những cái điểm mà chúng ta có thể thấy trên tất cả các dòng xe crossover, dù nằm ở phân khúc nào, thì cái độ ồn gây ra nhất là nằm ở phần trụ C này. Thì trên EcoSport đã xử lý bằng cách nào? Vâng, được sơn bóng và tấm kính ở đây. Và cái miếng nhựa phần này đã được sơn bóng. Cái điều này nó cải thiện cái khí động học khi gió nó trượt qua như thế này ạ. Thì nó giảm cái độ ồn tạo ra phía sau. Có rất nhiều những cái sản phẩm nếu như chưa được xử lý kỹ cái chỗ này thì ngồi đằng sau khá là ồn. Và thưa các bạn, dù là xe nhỏ thôi nhưng những cái chi tiết rất nhỏ như là thanh gia lóc như thế này được sơn khác biệt thì nó cũng tạo ra những cái điểm nhấn và cái dáng xe trông nó khỏe hơn. Hãy thử tưởng tượng màu này là màu trắng hoặc một màu vàng hay là một màu gì, hay chúng ta bỏ đi, trông rất là đơn điệu. Và tại làm sao mà chúng ta có thể gọi EcoSport là một mẫu SUV cỡ nhỏ? Rất đơn giản, ngay cả từng cái thiết kế như những cái mảng ốp sườn ở phía dưới này, màu đen này. Và các bạn có thể quan sát cái phần gầm này, nó cao khoảng 200mm. Tất nhiên là năm nay thì EcoSport mới lại được trang bị thêm một cái tấm vè ở phía dưới. Cái tấm này thì nó làm tăng cái tính khí động học nha các bạn. Nó có tác dụng làm tăng khí động học đấy.
Và xe thì được trang bị phanh đĩa trên cả 4 bánh. Ngay cả những cái tấm nhựa nhỏ như thế này, tấm cản dưới cũng được sơn mờ đấy, nó tạo ra một cái sự khác biệt khá lớn và cũng có một phần đóng góp vào cái khả năng tăng cái tính khí động học để xe có thể vận hành tốt hơn. Thì trong cái phần vận hành thì chúng ta sẽ thử. Và thưa các bạn, EcoSport nhưng lại còn EcoBoost, và tiết kiệm nhưng lại được boost lên thì nó sẽ mạnh mẽ hơn. Rất đơn giản, ngay từ khi ra mắt thì cái động cơ EcoBoost của dòng Ford thì giành rất nhiều giải thưởng nha các bạn. Và một trong những cái chi tiết thiết kế trên cái cửa sau của EcoSport á, là mình rất thích cái chính là cách mở của nó. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp cốp này ra bằng cách chỉ cần nhấn vào đây ạ, kéo nhẹ nó ra. Cánh cửa mở ra rất rộng nha các bạn. Một chiếc xe cỡ nhỏ nhưng vẫn muốn giữ cái chất SUV trên xe, cho nên là mở theo cách kiểu như thế này. Và nếu như các bạn đã xem trong các chương trình trước đây, chúng tôi có mời anh Kiếm Anh cũng là một chủ nhân của chiếc EcoSport, thì anh lại rất thích kiểu mở như thế này. Và ngay cả chiếc lốp này phía sau cũng vậy. Đây các bạn có thể thấy. Tất nhiên khi lùi thì chúng ta sẽ phải cần căn cái khoảng cách nó tốt hơn, bởi vì nó sẽ vướng cái lốp ở bên này, trong khi cái camera lùi ở phía sau này nó lại nằm lấp ở đây ạ. Thì rất có thể sẽ bị chạm cái này trước nếu như chúng ta không cẩn thận. Vậy khi lùi chúng ta phải nhớ lưu ý. Tất nhiên thì khi chạm thì nó sẽ chạm cái này chứ không phải chạm vào đuôi xe. Và chi phí sửa cái này tôi nghĩ rẻ hơn nếu như chúng ta bị chạm vào phần đuôi. Và các bạn có thể thấy thì ngay phần các cái cản dưới được sơn đen mờ phối hợp với ghi xám này. Thực ra Ford chắc là rất muốn nhấn mạnh cái đặc tính thể thao và tô điểm thêm cái mạnh mẽ, cho nên tạo ra các cái mảng màu khác biệt cho cái sản phẩm như thế này. Và một cái mức tiêu thụ nhiên liệu do nhà sản xuất công bố thì tôi cũng xin đọc luôn. 6,41 là kết hợp, là trên đường hỗn hợp ấy ạ. Và trong đô thị là 8,45, ngoài đô thị xuống còn 5,18. Vâng, mức tiêu thụ nhiên liệu luôn là một con số rất là nhạy cảm. Nó phụ thuộc rất rất nhiều yếu tố. Phụ thuộc vào tay của tôi cho to như thế nào, chân của tôi to như thế nào. Nó phụ thuộc vào hành vi người lái và rất nhiều cái điều kiện giao thông. Bây giờ mình sẽ mở cái cửa này ra. Wow, cửa rất là chắc chắn. Cửa này rất dày ạ. Và được thiết kế lõm vào trong để khi mà chúng ta để đồ lỡ có nhô vào á, nó nhô ra một chút á, thì sẽ không bị chạm và sẽ khó đóng. Và thực sự là tôi, ví dụ như tôi ngồi như thế này tôi câu cá thì cũng là thật tuyệt vời. Một mẫu xe cỡ nhỏ cho nên phải tính toán rất thông minh trong cái vấn đề chứa đồ. Để có thể bán được cho khách hàng thì xe nhỏ bây giờ phải thông minh, chứ không đơn giản nó chỉ là vô lăng hộp số vân 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 nữa. Bởi vì trong cái thời đại hiện nay thì cái sức cạnh tranh trên tất cả các dòng xe của tất cả các hãng xe đều cạnh tranh rất cao, và mỗi hãng xe luôn muốn trang bị thêm những cái tính năng tốt hơn để có thể lấy được các khách hàng. Và thưa các bạn, trên một cái mẫu xe phân khúc hạng B loanh quanh dưới 700 triệu như EcoSport thì chúng ta hãy xem phần nội thất này được trang bị những gì. Nếu như xét một cách tổng thể, nhìn một cách nhanh thì thực sự các cái chi tiết được bọc da nhựa mềm, rồi là vật liệu nhựa cứng, nhìn nó bắt mắt và trông nó cứng cáp. Nếu như chúng ta thử sờ vào đây, đập vào đây, nhẹ nhẹ sờ chạm vào đây thì đây là nhựa mềm nha các bạn. Và toàn bộ cái táp lô là nhựa mềm này. Ngay cả phần nhựa cứng ở đây cũng có cái chất lượng hoàn thiện tốt và vật liệu tôi nghĩ là tốt đấy. Đập thoải mái luôn, xe Ford chắc đập bình bình. Các bạn yên tâm đi, không rời ra được đâu. Xe ô tô mà đập như thế này mà rời ra thì chạy thì nó sẽ bay ra hết. Có khi 4 bánh còn bay ra, yên tâm. Đó. Và các nhựa này chẳng hạn, đó, các bạn có thể thấy. Và cái màn hình trên phiên bản 2018 là một cái sự khác biệt rất lớn. Có khá nhiều người ấn tượng với cái màn hình này. Và nếu như chúng ta nhìn cách giao diện của nó, cách mà cảm ứng nó hoạt động, đây là cảm ứng dạng điện rung đúng không ạ? Nó tương đối giống với những cái cảm ứng trên những cái iPhone, iPad đời này. Rất nhạy, chạm, có thể chạm cực nhanh luôn. Đây tôi có thể thử. Thì đây là những cái thiết kế mà tôi có thể nói là giao diện trên những phân khúc cao hơn được đưa vào đây. Đây các bạn có thể chạm thoải mái, rất nhanh. Đó. Tốc độ đáp ứng, tức là cái tương tác của nó rất là tốt. Còn các cái tính năng như là có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto hay là Sing 3 thì rất thông minh trên cái EcoSport này thì nó quá nổi tiếng rồi. Đó, các bạn có thể thấy, thiết kế rất đẹp. Tôi nghĩ nó phải phân khúc trên, phân khúc B này đã đưa xuống được cái EcoSport đấy.
Khi quan sát cái đồng hồ thông tin và cái vô lăng thì rõ ràng cái thiết kế của cái vô lăng này là của dòng Ford Focus Titanium, một dòng xe khá cao cấp trong phân khúc hạng C. Và bây giờ thì được trang bị cho EcoSport. Mẫu SUV nó cao hơn, gầm cao hơn. Chắc chắn rồi, chút tôi sẽ thử vì sao mà nó lại gọi là gầm cao hơn. Và ngay cả những cái chi tiết nhựa trên xe này chẳng hạn. Trên EcoSport này có chức năng on off engine nha các bạn. Khi mà chúng ta dừng đèn đỏ thì động cơ sẽ tự động ngắt, nó giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn và chúng ta không phải làm gì cả, sau đấy đạp chân ga nó lại bật lên. Những cái tính năng phải nói tương đối tốt trên EcoSport. Hơi đáng tiếc một chút là mẫu xe này lại chưa được trang bị cái Cruise Control. Hy vọng là trên phiên bản mới có. Tôi nghĩ là tương lai thì những mẫu xe cỡ nhỏ như thế này sẽ còn được trang bị thêm nhiều tính năng hơn nữa. Và chúng ta có thể điều khiển hệ thống sinh ở đây, điện từ chối điện thoại, nghe điện thoại rồi tăng giảm âm lượng ở đây và truy cập vào menu bên bên này. Vô lăng thì sẽ điều chỉnh mấy hướng đây ạ. Một, gật gù bốn hướng. Những dòng này thì chưa được trang bị điện đâu. Nói chung là mỗi cái level, mỗi cái cấp bậc thì đều được trang bị những cái tính năng là khác nhau. Và các bạn hãy quan sát trên cái phần ghế này chẳng hạn. Ghế trên EcoSport thì da nói chung là sờ thì cao cấp thì chưa hẳn, nhưng mà có vẻ như nó sẽ bền và được đục lỗ thông. Nhìn có vẻ cao cấp. Nhìn có vẻ cao cấp. Và một chiếc bệ tì tai, đây là khác biệt so với phiên bản đời cũ nha các bạn. Các bạn có thể thấy này. Đó. Rất chắc chắn, trượt thoải mái. Thì khi mà chúng ta ngồi lái xe, chúng ta kéo lên đây, chúng ta sử dụng đỡ mỏi. Và cái khu vực này thì thực sự là nó hơi ẩn sâu xuống dưới, khiến cho mình cảm nhận nó hơi rời một chút. Tuy nhiên cái phanh tay này, nếu như các bạn nhớ lại cái phiên bản trước đây á, thì cái phần bên dưới này sẽ không được bọc bằng bằng da mà nó bị hở. Thì nếu như vậy, tôi giả dụ đây là một cái đồng xu chẳng hạn, thì nếu chúng ta rơi xuống thì chúng ta sẽ không lấy được, thậm chí rơi tiền cũng không lấy được. Thì bây giờ đã được bọc da rồi đấy. Cũng có thể một số sản phẩm trong phân khúc cũng có thể là cũng chưa được trang bị những cái dù nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng là nếu chúng ta xem xác tay ở Mỹ, có những cái thiết bị cực kỳ nhỏ để trang bị thêm xe thôi, nhưng mà kêu gọi được vốn rất nhiều, trang bị cho ô tô ấy ạ. Chiếc cần số thì hộp số ở đây là hộp số 6 cấp, không phải là hộp số ly hợp kép nữa. Bây giờ là dùng biến một thủy lực, cho nên là cái việc giật giết như trên đời trước là chắc chắn là sẽ không còn, mà chút nữa tôi sẽ thử. Và hộp số thì lại không có chế độ cộng trừ đâu, nhưng mà có chế độ hỗ trợ xuống dốc. Chút nữa tôi cũng sẽ thử tính năng đấy. Tuy nhiên là ở đây lại có thêm chế độ L, hoạt động ở giải số thấp, để khi chúng ta đổ đèo thì hoặc là leo dốc cao thì chúng ta có thể dùng được. Và trên mẫu xe này chúng ta để ý rằng có start stop engine. Cái start stop engine này với chị em đôi khi lơ đễnh, thậm chí với cả anh em cũng vậy. Thì nếu như chúng ta ra khỏi xe chẳng hạn, xe nổ êm quá quên luôn, đi ra lên văn phòng ngồi làm việc tối về, xe trong bước vào xe vẫn mát lạnh, máy nổ ở Mỹ, giật mình mới nhớ ra là mình chưa tắt động cơ. Thì trên EcoSport này thì có được trang bị cái tính năng là nó sẽ tự động off engine đi, tự động ngắt engine đi nếu như chúng ta không ngồi trong xe nữa trong vòng khoảng 30 phút. Tư thế ngồi thì sao, với một mẫu xe nhỏ như thế này thì vị trí ngồi cao, ghế ở đây thì ghế chỉnh, chỉnh cơm hết thôi, chỉnh cơ. Nếu mà bơm thì lại phải xoay 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 xoay. Thực ra tôi nghĩ những cái tính năng này thôi đã trang bị nhiều rồi, trang bị thêm điện thì cho nó ngon. Cửa sổ trời thì cũng chỉ là dạng sunroof roof nhỏ. Nói chung vật liệu các nghĩa tôi nghĩ là tốt. Đây còn trang bị được cả cái để kính, nhưng mà với những cái kính to như thế này thì là không được, không bỏ được, không vừa được. Kính nhỏ thì tốt hơn, kính kiểu kính cận, còn kính thể thao hoặc là kính mắt to thì không bỏ vừa. Tôi nghĩ cũng phải to hơn đi. Và đối với một mẫu xe nhỏ thì cái việc đầu tiên khi mà tôi ngồi vào bên trong xe là tôi sẽ phải đo các cái khoảng trống đầu gối này. Nó chỉ được thế này thôi. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy rằng là cái tấm nệm của hàng ghế sau này rất là rộng. Nó dài thì đúng hơn ạ. Nó dài và nó rộng. Ví dụ cái tấm này đấy, cái chiều này. Đối với một số cái mẫu xe trong cùng phân khúc thì họ sẽ làm các cái tấm nệm này ngắn hơn một chút. Có thể vào đến đây thôi. Thì nhìn cái không gian từ cái mặt lưng ghế sau tới cái điểm cuối của cái điểm đầu của các cái nệm ghế này thì nó sẽ dài hơn, nhưng thực chất
cái khoảng trống thì chúng ta phải đo. Mặc dù cái khoảng trống này khi chúng ta đặt, chúng ta đo như thế này thì hoàn toàn là sẽ không có cái sự khác biệt đâu. Và cái lợi thế của cái tấm nệm dài như thế này, như các bạn đã thấy này, cái tư thế để chân của tôi nó sẽ không bị mỏi. Và với một mẫu EcoSport nhỏ như thế này thì độ ngả lưng tốt nhất là cũng như thế này thôi ạ. Và cái khoảng trống giữa đầu và trần xe thì cũng được từng này thôi. Tất nhiên phía sau đã được thiết kế vuốt lõm hơn để tạo thêm cái không gian tốt hơn. Nhưng với một mẫu xe nhỏ thì khó có thể đòi hỏi quá nhiều được. Tuy nhiên khoang xe phía sau như thế này cũng khá rộng rãi so với nhiều xe trong phân khúc rồi. Và một chiếc bệ tỉ tay ra chai nước. Thì bên thành cửa thì chúng ta cũng để được một chai nước thôi. Chúng ta có thể vào đây nữa, dắt các vị trí vào đây. Vị trí để có thể mở các cái khóa cửa trước, cửa sau gì đó thì chúng ta có thể dùng ngay đây ạ. Không có cửa gió điều hòa phía sau, với một mẫu xe có một cái không gian nhỏ như thế này, tôi nghĩ việc trang bị thêm cửa gió điều hòa phía sau cũng không phải là quá cần thiết, nó chỉ làm tăng thêm chi phí mà thôi. Cửa gió điều hòa phía trước đã được thiết kế để thổi về hàng ghế phía sau được tốt hơn. Và khe cắm USB ở đây thì cũng không có. Tuy nhiên ở bên thành cửa như thế này này, là có một cái đầu ra 12V. Chúng ta có thể sử dụng cái cọc chuyển đổi để sạc các thiết bị di động. Tư thế tốt nhất nha các bạn. Và tôi nghĩ rằng với một cái mẫu xe thiết kế cho cái mục đích là phải tới 70-80% cho đô thị ấy, thì những cái tư thế này ok, nhưng chạy đường dài thì sẽ hơi khó chịu đương nhiên rồi. Với những mẫu xe chạy đường dài thì tôi nghĩ sẽ phải to, đầm, dài, càng dài càng tốt, càng to càng tốt. Và thưa các bạn, kính trên xe của EcoSport là 4 cái kính bên các cái cửa đây này, là một cái loại kính là cũng đã được giảm bớt tia cực tím. Theo một con số mà tôi có được thì nó tương đối, nó giảm được khoảng 3-40%. Tất nhiên ở điều kiện Việt Nam tôi nghĩ vẫn phải nên dán thêm các cái loại như Vcool vân vân để có thể giảm các cái tác hại của cái tia nắng mặt trời khi mà chúng ta lái xe. Và nếu như các bạn quan sát thì phần kính lái ở trên sử dụng trên EcoSport là loại kính cách âm khá là tốt. Cũng rất là hay khi mà chúng ta biết được rằng đối với khách sạn 2 sao nhiều khi tiêu chuẩn nó thế thôi, nhưng nhiều khi chúng ta lại phải trang bị cái kính phòng của 3 sao xuống để thu hút thêm khách hàng chẳng hạn, trông nó đẹp hơn, cách nhiệt tốt hơn, cách âm tốt hơn để làm được những cái việc gì đó, thì EcoSport này cũng vậy. Và Laminate là mã hiệu trên đó, các bạn có thể tra thêm về các cái loại kính sử dụng trên các cái dòng xe nói chung để có thể thấy được. Đôi khi cùng phân khúc thôi nhưng mà là dùng những cái kính thấp hơn chút. Và trong xe thì được trang bị tới 6 túi khí. Bây giờ thì tôi sẽ thử cái tính năng leo vỉa hè của EcoSport xem có giống những cái thước phim quảng cáo nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ thử vỉa hè đây, nó rất là thực tế. Ví dụ khi chúng tôi đi về nhà chẳng hạn, đó, phải leo vỉa hè và nhà liền kề, hoặc vào điểm đỗ xe đấy, các bạn có thể thấy rất dễ dàng. Không, thậm chí lên nhanh luôn một cái đấy, như nhanh như vừa rồi lại xuống lại lên. Đấy, lợi thế của SUV cỡ nhỏ là như vậy đấy các bạn, rất dễ dàng. Thực ra với mẫu xe cỡ nhỏ như thế này thì mặc dù được trang bị động cơ turbo, động cơ EcoBoost là với EcoSport thì được trang bị động cơ EcoBoost bằng 1.0 nhưng mà chạy còn hơn 1.5, 125 mã lực đạp khá sướng. Với mẫu xe cỡ nhỏ như EcoSport trang bị động cơ EcoBoost 1.0, 125 mã lực này, hoạt động như 1.5, thậm chí có khi còn tốt hơn dùng tới 1.5, lại tiết kiệm nhiên liệu. EcoSport, EcoBoost, Eco, tiêu chí đầu tiên Eco, thì chúng ta đi trong phố sẽ như thế nào? Chúng ta đi chậm như thế này. Lốp Primacy 3 nó là một sự khác biệt đấy nha các bạn, Michelin hàng hiệu đấy. Và vô lăng nhẹ nhàng, trợ lực điện nhẹ nhàng, trợ lực điện cảm giác chân thật hơn thế hệ trước rất nhiều. Và tăng tốc lên một chút, tốc độ 40 km/h đi. Độ trễ chân ga thực sự là thấp, tốc độ thấp, khá là mượt đấy, thực sự là mượt. Cái hộp số 6 cấp biến mô thủy lực này đã êm ái hơn rồi. Thực ra với hộp số ly hợp kép thì chế tạo nó rất là đắt, để hoạt động mượt mà thì không phải đơn giản đâu. Và chuyển sang hộp số biến mô thủy lực này thì ví dụ như đèn đỏ như thế này thì sao? Dừng lại và động cơ sẽ tắt,
Động cơ sẽ tắt các bạn ạ. Với hộp số biến mô thủy lực thì cái việc cái dòng dầu nó điều khiển qua cái biến mô á thì nó sẽ êm hơn, ngay thậm chí chúng ta có thể tiến lùi, đảo tiến lùi rất nhanh, nhưng mà cái tốc độ chuyển đổi giữa tiến và lùi rất tốt và nó không bị giật. Với những cái mẫu xe có giá vừa phải thì tôi nghĩ cái hộp số biến mô thủy lực này nó hợp lý hơn. Ví dụ tôi dừng như thế này ạ, đã tấp vào lề dừng, chuyển đổi lùi ngay, lùi tấp vỉa hè, rất êm. Đây là khác biệt lớn nha các bạn. Gương thì quan sát cũng khá tốt bởi vì nó có cái mặt cầu lồi kia, cái vùng quan sát nó sẽ rộng hơn. Chưa có cảnh báo điểm mù với mẫu xe hạng B này thì hơi khó. Khi chúng ta cua liên tục trong một cái khu đô thị đường hẹp như thế này, vô lăng nhẹ nhàng, xe gọn gàng. Thực sự đối với những người mà có nhu cầu sử dụng cái xe đi trong phố nhiều hơn thì EcoSport quả thực là một lựa chọn khá hay. Tư thế lái, vô lăng đẹp mà không trơn tuần tuột đâu nha các bạn. Bản Titanium này thì không bị trơn tuần tuột, trông nó công nghệ hơn. Vị trí lái ngồi cao, có thể leo vỉa hè nhanh, và một tính năng tiết kiệm nhiên liệu nữa khi chúng ta đi trong phố, đấy chính là tính năng tự động ngắt động cơ khi mà chúng ta dừng đèn đỏ, dừng lại, phanh, động cơ sẽ ngắt và đạp sực nó lại lên. Thì thực tế những cái tính năng như thế này thì nó giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Phải nói là nếu đi tốc độ ở dưới 40-50 km/h thì cái độ êm của EcoSport khá là tốt, khá tốt đấy. Và cua và tôi sẽ tăng tốc lên nhanh một chút. Đôi khi chúng ta cũng phải tăng tốc để vượt, ngay cả trong đô thị.